Chào mừng các bạn đến với buổi hội thảo webinar hôm nay. Mình là Quốc Anh. Buổi này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề về bí mật về phát triển ứng dụng mobile app mà chúng ta không cần ngồi lập trình và cũng không cần ngồi code, mà chúng ta có thể là sản xuất ra được rất là nhiều cái ứng dụng để đáp ứng cái nhu cầu của người dùng ở trên nền tảng smartphone. Như các bạn đã biết thì trong cái lĩnh vực mobile app này là một cái lĩnh vực xu hướng và phát triển như hiện nay. Tại vì sao? Bây giờ tất cả những cái người dùng trên toàn thế giới họ rất là cần thiết trong việc là sử dụng về smartphone, điện thoại thông minh, và cái nhu cầu họ sử dụng với những cái chức năng, những tính năng như vậy, họ rất là cần những cái ứng dụng tiện ích và những cái game giải trí, tất cả mọi thứ họ có thể là sử dụng ở trên smartphone. Thì các bạn có muốn trở thành một cái nhà xuất bản ứng dụng để xuất bản ra những cái sản phẩm để đáp ứng cái nhu cầu như vậy không? Thì trong cái buổi hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái bí mật như thế này. Đầu tiên đó là cho các bạn xem về cái xu hướng, cái sự phát triển của điện thoại như thế nào và sản xuất những cái sản phẩm ứng dụng để mà đáp ứng cho nhu cầu người dùng ở trên những cái thiết bị này như thế nào và mang cái giá trị như thế nào ở trong đời sống. Thì trước hết đó là cái lịch sử của năm 2001 đến 2005 thì các bạn đã thấy đó là những cái loại điện thoại đầu tiên với những điện thoại là đen trắng, những cái hàng nổi tiếng như Nokia. Thì trong những cái sản phẩm này các bạn sẽ thấy được là các bạn đã trải nghiệm được nó chỉ có là nhắn tin, gọi điện mà thôi. Thì đến năm 2010 thì Samsung đã cho ra đời những cái loại ứng dụng mang tính là smartphone, điện thoại thông minh tích hợp và có sử dụng cái hệ điều hành Android 2.2 và có thể là cài được những cái ứng dụng đầu tiên, những ứng dụng tiện ích đấy để mà đáp ứng nhu cầu cho người dùng nhiều hơn, chẳng hạn giống như ứng dụng Note, ứng dụng ghi âm, ứng dụng Calendar, tất cả mọi ứng dụng ha. Thì trong cái thời buổi này thì nhưng mà nó vẫn còn hạn chế, cái ngành mobile app vẫn chưa phát triển. Trong cái thời gian này thì các bạn sẽ biết được đó là website hay còn gọi là cái nền tảng internet trên website là đang rất là phát triển. Nhưng đến năm 2015 đến 2020 và đến bây giờ có thể năm 2025 thì cái ngành mobile app rất là phát triển, đúng không? Thì bắt đầu từ năm 2015 thì đã có Samsung cho ra đời những cái loại thiết bị điện thoại rất là thông minh và cái sử dụng cái hệ điều hành Android rất là cao, 6.0. Và trong cái thời buổi này thì có Google muốn đẩy mạnh, muốn thúc đẩy những cái nhà phát triển ứng dụng để up lên trên Core Play để đáp ứng cho những nhu cầu người dùng. Và cái nhu cầu đấy nó sử dụng rất là nhiều. Thì trong thời gian này thì cái sự phát triển là mobile app, đúng không nào? Thì trong thời gian này thì Quốc Anh cũng may mắn từ năm 2015 mà mình đã nghiên cứu và tìm tòi để mà xuất bản những ứng dụng đầu tiên và chọn cái phương hướng và cái cách thức nào để mà sản xuất ra những ứng dụng mà không cần phải lập trình và không cần phải ngồi code và không cần phải cấp sách đến trường để đi học lập trình. Đấy, thì quan trọng nhất đó là mình muốn cho chất lượng cái sản phẩm đầu ra như thế nào cho nó tốt để đưa lên kho. Thì trong cái bí mật này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong những cái slide tiếp theo. Trong cái ngành mobile app này, đấy là một cái ngành tiềm năng nhất và xu hướng nhất trong thời buổi bây giờ. Rất là ít ai mà làm được ứng dụng thì họ cũng không biết được cái cách nào làm. Đấy, cho nên chúng ta gặp nhau ở đây thì trong cái buổi này thì các bạn rất là có cơ duyên để mình chia sẻ cho các bạn về điều này. Rồi, tại sao mình chọn cái ứng dụng để cho cái bước đi đầu tiên? Và mình sẽ phân tích cho các bạn về game và ứng dụng. Bởi vì mobile app nó gồm có hai loại, loại game và loại ứng dụng. Thì game, tại vì sao mà mình không thể là bắt đầu vào game được? Bản thân của mình thì rất là yêu thích về làm game, rất là yêu thích về artist, về game. Nhưng thì đây là một cái câu chuyện của Quốc Anh thì mới bắt đầu thì mình cũng trải nghiệm và thử làm game thì cũng rất là fail, nó không đáp ứng được. Và sau đó mình cũng có gặp tất cả các bạn bè làm MMO, tất cả các team làm game thì hầu như tất cả các bạn đều fail ngay cái vòng đầu tiên. Bởi vì sao?
Cái vòng đời của con game rất là ngắn ngủi ha. Vòng đời game nó gỡ game ra rất là nhiều, và cái quá trình mình sản xuất ra game thì rất là tốn kém và mất thời gian. Tất cả những cái character, những nhân vật trong game, những cái item thì tất cả những cái đó chúng ta làm mới hoàn toàn và không nên copy. Cho nên về cái chi phí và cái thời gian sản xuất rất là tốn kém và chi phí marketing rất là cao trong cái việc là sản xuất game. Nhưng mà thực chất như vậy nó không phù hợp cho những người mới thôi. Chứ nếu mà các bạn đã có cái nền tảng về làm, có kinh nghiệm làm mobile app rồi thì các bạn có thể là nhảy vào game sau cũng được. Nhưng ban đầu thì mình sẽ khuyên các bạn chân thực đó là nên làm ứng dụng đi. Làm ứng dụng có nghĩa là cái các bạn phân tích như thế này, cái vòng đời của một ứng dụng rất là lâu dài. Các bạn sử dụng một cái app calendar, cái app note hoặc là app về money manager, quản lý chi tiêu hàng ngày, tất cả những cái loại app đấy, tiện ích đấy, thì hầu như khi các bạn cài vào trong ứng dụng của mình rồi thì rất là ít gỡ ra, đúng không? Mình có thể giữ lại cái giá trị đó, giữ lại cái ứng dụng đó, dùng có thể là từ cái giá trị vòng đời của nó từ 3 đến 5 năm. Đó, cái quá trình sản xuất và tối ưu thời gian rất là nhanh, đưa ra sản phẩm rất là chất lượng đấy, và cái chi phí marketing cũng rất là thấp trong cái việc là chạy quảng cáo marketing và phát triển ứng dụng. Thì đó là những cái ưu và những cái nhược điểm của cái game và app, và chúng ta nên chọn cái hướng nào để bắt tay vào làm đầu tiên và bước chân vào cái con đường mobile app này cho nó có điều kiện thuận lợi hơn. Thì đây là những cái mình muốn chia sẻ cho các bạn về vấn đề này. Rồi thì cái kết quả của mình á, khi mà mình chọn ứng dụng á, thì mình đã thành công vào từ cứ năm 2016, thì đây năm này thì mình cũng đã có cái kết quả rất là khả quan. Thì mình kiếm cùng 4 đến 6 nghìn mỗi tháng, và trong cái thời gian này thì mình kiếm tiền ở đây là cái kết quả của Google AdMob, một cái phiên bản là beta, cũng khá là mới mẻ. Thì trong những cái buổi ngày đầu này thì mình đã làm những cái ứng dụng và test cũng rất là nhiều và rất là tầm chạy tầm thực, và gọi là thử nghiệm, phải test qua rất là nhiều cái hướng mới có những cái kết quả như thế này, không phải là đơn giản đâu. Thì đây là những cái kết quả mà làm ứng dụng mobile app, thì tháng mà nhiều nhất thì là 15.000 ha. Thì cho đến bây giờ thì có rất là nhiều cái thành công, nhưng mà chắc chắn là sẽ có những cái khó khăn khi các bạn mới ban đầu bước chân vào. Thì đấy là những cái khó khăn gì? Thì hầu hết các bạn rất là ngần ngại trong cái việc là bắt đầu vào cái ngành mobile app này, thì cũng tương tự giống như mình thôi. Hồi xưa thì cái nghe nói là một ứng dụng khác rất là công phu, đúng không? Nó liên quan đến lập trình, liên quan đến rất là nhiều thứ. Những cái khó khăn của bạn là như thế này: không biết lập trình thì các bạn rất là khó làm ứng dụng, đúng không? Thứ hai đó là không biết bắt đầu từ đâu. Đấy, có rất là nhiều cái bạn học lập trình ra và cũng không biết là làm app như thế nào, hầu như nhiều như vậy. Rồi tiếp theo là mobile app là một lĩnh vực công nghệ và bạn không rành về công nghệ. Đấy, thì những cái rào cản như thế này các bạn sẽ rất là khó để mà bước vào cái ngành mobile app này. Thứ tư là không biết kiếm tiền như thế nào từ mobile app ha. Rồi một mình ngồi làm hoài nhưng không có kết quả, rất ít ai chia sẻ, đặc biệt nhất là cái ngành này ít ai chia sẻ. Và có những bạn lập trình thì ngồi mà đâm đầu vào mà code từng dòng và rồi ra một cái kết quả thì rất là lòi con mắt, và sau đó các bạn cũng không biết là marketing PR chạy như thế nào để mà kiếm được cái user, kiếm được cái những người dùng trong cái ứng dụng của mình. Cho nên có rất là nhiều cái rào cản như vậy, các bạn chưa chạm đến cái sự thành công hoặc chưa chạm đến cái kết quả ở trong cái ngành mobile app này. Đấy, trong cái ngày hôm nay thì các bạn là những cái người may mắn đứng trước với mình, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái bí mật này để các bạn bắt đầu vào startup trong cái lĩnh vực mobile app này. Một cái lĩnh vực mà hầu hết tất cả các bạn newbie và các bạn đứng ngoài nhìn thấy là một cái lĩnh vực rất là khó khăn, một lĩnh vực rất là mình có thể nói là rất là rào cản, rất là nhiều thứ, đúng không? Nhưng mà thực chất mình đứng bên trong, mình đã có những cái kinh nghiệm và mình đã xuất bản rất là hàng ngàn cái ứng dụng, thì mình thấy rất là dễ dàng trong cái
công việc, cái hướng làm này, thì mình cũng muốn gieo hạt, muốn chia sẻ cho các bạn những cái điều này, hy vọng giúp cho các bạn new buy và tập trung, những ai muốn tập trung vào cái lĩnh vực này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhiệt tình và để các bạn có một cái hướng làm tốt hơn và dễ dàng và có cái thành quả tốt hơn và tránh cái độ rủi ro hơn. Đấy, trước hết là bí mật như đầu tiên đó là các bạn cần phải thấy rõ cái xu hướng và cái tiềm năng để mà bước vào cái ngành này. Cái xu hướng như thế nào thì trước hết đó là cái thị trường rất là rộng lớn, đúng không? Các bạn sẽ thấy cái ứng dụng Mobi App này thì khi mà các bạn xuất bản lên thì hiện tại là 177 nước ở trên toàn thế giới. Tất cả nước nào cũng có nhu cầu muốn sử dụng cái ứng dụng của các bạn. Rồi cái cạnh tranh thấp và lành mạnh. Thì tại vì sao cạnh tranh thấp? Bởi vì cái ngành Mobi App này thực ra rất là ít ai làm và ít ai biết. Đấy. Tất cả các ngành MMO hiện tại thì Mobi App là một cái ngành, một cái thị trường xanh, rất là xanh để các bạn bước vào phát triển. Rồi, tích lũy user theo thời gian, có nghĩa là những ứng dụng này nó khác với những cái website hay là video trên YouTube, không phải xem xong qua. Và những cái ứng dụng này khi mà có người dùng download thì nó nằm ở trên điện thoại và nó tích lũy theo thời gian, nó cộng dồn vào thì sẽ làm cho mình có một cái lượng user tương tự giống lượng traffic ở bên website vậy á. Đấy, để cho các bạn có thể là tích lũy được những cái user đấy. Thứ 4 đó là chúng ta có cái cơ hội kinh doanh kiếm tiền từ quảng cáo ứng dụng. Thì khi mà có user rồi thì mình có thể là đặt những cái vị trí quảng cáo trên ứng dụng của mình bằng cái nền tảng quảng cáo Google AdMob để mà mình kiếm tiền từ đấy. Thì như vậy cái giá trị của mình đó là cốt lõi là có user là có tiền, đúng không nào? Rồi, thu nhập gần như là thụ động. Đấy, thì cái cốt lõi của mình á, cái thị trường lớn và cạnh tranh thấp ở đây thì các bạn thử search xem how many developer in the world. Thì có bao nhiêu là developer ở trên thế giới thì mình search đó, nó ra là hai thống kê của Google thì 28 triệu developer ở trên toàn thế giới. Vào cái con số là năm 2020. Đó. Hình như là 27,7 triệu developer năm 2023. Và thì các bạn sự search thêm một cái nữa đó là cái kết quả là how many app in Play Store 2022 thì chỉ có là trên Play Store là chỉ có là 2,87 triệu ứng dụng thôi. Nó có thể là download ở trên Play Store. Thì như vậy các bạn sẽ thấy được cái ngành mobile app này là ngành gì. Mà tại vì sao mà ứng dụng ở trên này thì ít và cái con số về lập trình ở trên thế giới rất là đông. Thì mình tính ra cái con số 28 và số 2,87 này thì khoảng 0,1%. Có nghĩa là 10 hay là 100 developer như vậy á, là mới có một cái ứng dụng ở trên Play Store. Cái này nó phụ thuộc vào cái mindset, cái tư duy và cái độ nhạy của mình ở trong cái lĩnh vực MMO, mình sẽ sản xuất ra ứng dụng và mình kiếm tiền như thế nào. Còn developer họ chỉ có là những cái dân kỹ thuật, kỹ sư lập trình mà thôi. Đấy, thì về cái cơ hội cái ngành về mobile app này rất là lớn. Để các bạn thiên về MMO, thiên về business, thiên về marketing hoặc là thiên về tất cả mọi người mà yêu thích về kiếm tiền và khởi nghiệp ở trên online thì chúng ta sẽ bước chân vào một cách là dễ dàng nhất, bởi vì cái thị trường này là thị trường rất là xanh. Đấy, đấy là một cái thị trường lớn và cạnh tranh thấp. Các bạn thấy hai cái kết quả như thế này là các bạn hiểu rồi ha. Rồi thì khi mình bắt tay vào thì mình sẽ chọn cái nền tảng nào để bắt đầu. Thì trên cái smartphone hiện tại nó gồm có hai cái hệ điều hành, thứ nhất là Android, thứ hai là iOS, iPhone, đúng không? Còn bên Android thì có rất là nhiều cái device, những cái thiết bị mà chúng ta có thể dùng, Samsung, Apple, Nokia, tất cả những cái hãng rất là lớn và nó chiếm thị phần rất là lớn, 80% thị phần ở trên trải trên nền tảng Android. Và Android là của Google và cái nền tảng Google nó open source và nó mở ra một cái hướng làm cho tất cả nhà xuất bản là
dễ dàng để mà xuất bản ứng dụng lên trên Play Store. Thì như vậy là mình sẽ chọn cái Android Studio, nền tảng Android để mà phát triển đầu tiên. Mình phải chọn cái dễ nhất và chọn cái thị trường nó to nhất. Mình phát triển cái sản phẩm này ở trên cái nền tảng này. Đó là một cái con đường đi đầu tiên và đúng hướng. Nếu các bạn đi vào cái con đường là iOS thì rất là khó nha. Rồi cái này thì mình để đi sau khi mình đã làm có cái độ chuẩn và có kết quả từ Android trước đã. Rồi thì mình kiếm tiền như thế nào? Thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái bí mật để mình kiếm tiền từ Mobi App khi các bạn xuất bản lên. Thì khi mà các bạn sản xuất ra một cái ứng dụng up lên trên Core Play, là những người xuất bản, những người sản xuất ra những cái sản phẩm gọi là publisher, thì khi các bạn xuất lên trên Core Play thì hướng đến người dùng. Khi người dùng nhiều thì bên nhà quảng cáo và nó sẽ đặt quảng cáo trên ứng dụng của các bạn. Rồi sau đó là các bạn sẽ nhận tiền từ quảng cáo đấy thông qua cái nền tảng là Google AdMob. Đấy. Và ngoài cái Google AdMob này ra thì có rất là nhiều cái nền tảng khác có thể là sử dụng trong việc là gắn quảng cáo vào, chứ không chỉ riêng gì AdMob, nhưng mà hầu như là bây giờ là mình sử dụng cái nền tảng AdMob là một nền tảng của Google, cho nên là một cái nền tảng có vẻ là lớn nhất ha. Thì có rất là nhiều công ty về quảng cáo trên Mobi App cũng làm theo kiểu là mình kiếm tiền từ publisher như vậy ha. Rồi thì như vậy là các bạn đã biết được là mình kiếm tiền từ xuất bản ứng dụng như thế nào chưa? Trong phần này thì mình sẽ nói thêm những cái bí mật nữa về cái phát triển về Mobi App, trong cái công thức đó là tích lũy user nó theo thời gian. Ví dụ ở đây cái công thức của mình á, nếu các bạn chạy quảng cáo 200 lượt download mỗi ngày thì ngày thứ hai thì cũng là 200, nhưng mà các bạn có thể là cộng thêm 10% nữa. 10% này đâu ra? Đó là cái tỷ lệ retention, tỷ lệ giữ chân người dùng. Có nghĩa là 200 ông ngày hôm qua download thì chắc chắn sẽ có 10 ông trở lại sử dụng cái ứng dụng vào ngày thứ hai. Đấy thì có cái độ retention như vậy ha, thì nó sẽ cộng dồn theo kiểu 10% thôi. Đó là tỷ lệ trung bình. Thì như vậy nó sẽ tích lũy theo thời gian, và khi đã có user thì có tiền ha, và có giá trị cho nhà xuất bản. Rồi thì cái công thức mình sẽ chia sẻ các bạn một cái bí mật rất là quan trọng để công thức tính hòa vốn khi các bạn bước vào làm đối với cái ngành Mobi App này. Ở trong cái bí mật này mình sẽ Quốc Anh sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công thức để tính hòa vốn ha. Thì hầu hết tất cả các bạn bước chân vào làm về Mobi App này không biết đây là một cái tuyệt chiêu, một cái bí kíp mà mình muốn chia sẻ cho các bạn ngay trong buổi hôm nay. Đó là mình sẽ tính cái điểm hòa vốn, gọi là mình chạy quảng cáo hay là marketing ở trong cái thời điểm nào với cái mốc đạt điểm là bằng không, tổng thu trừ đi tổng chi bằng không ha. Thì trong cái phần này khi mà các bạn đã có kết quả trên tài khoản Google AdMob, ví dụ đây là tài khoản Google AdMob với cái số lần hiển thị và eCPM, eCPM là cái 1.000 lần hiển thị nó sẽ kiếm được bao nhiêu đô đấy. Thì ở đây là 1.000 lần hiển thị nó sẽ Google AdMob nó báo cáo cho mình là 28 đô. Thì như vậy là ở đây mình hiển thị là 953 thì mình sẽ kiếm được thu nhập là 26 đô. Đấy, còn đây là số lần yêu cầu và tỷ lệ khớp. Thì cái quan trọng nhất đó là mình sẽ lấy cái hai cái chỉ số số lần hiển thị và số lần và cái số tiền eCPM, cái giá trị eCPM này để mình tính cái điểm hòa vốn cho cái sản phẩm ứng dụng của mình đang chạy. Để tính như thế nào thì ở đây là mình có một cái công thức, cái file Excel ở đây. Các bạn thấy chưa? Đây, cái file Excel đây nhá. Thì trong cái file Excel này thì trước hết đó là do impression. Đây là cái số lần hiển thị của các bạn. Hiển thị này. Đó, số lần hiển thị của cái tài khoản AdMob khi này là kết quả đấy. Ví dụ số lần hiển thị. Thứ hai là mình sẽ nhập eCPM này vào. Hiển thị là 953, eCPM là 28. Mình sẽ nhập hai cái con số này vào, 953 ha, 953 và cái eCPM này là 28 thôi. Đấy, thì như vậy là mình sẽ có được cái kết quả đó là nếu mà mình chạy install này á 3.360 đồng trên một lượt cài đặt thì tính cái độ hòa vốn là trong một ngày.
cái impression này á, cái hiển thị này á, 5 lần hiển thị của ứng dụng này nha. Mình tính là trung bình là 5 lần hiển thị. Đấy, cái phần 5 lần hiển thị này á thì một user, ví dụ như là một user download về thì trung bình là cỡ khoảng 5 lần hiển thị. Các bạn hiểu không nào? Thì nếu mà 5 lần hiển thị thì ở đây là mình sẽ lấy công thức là E3 chia cho 5 nha. Thì tính mình được trung bình là 190 người. Đây là 100, 190 người download để có cái số lần hiển thị này. Nhưng mà mình muốn có 1.000 lần hiển thị, bởi vì eCPM là nó tính 1.000 lần hiển thị. Đấy, thì như vậy là bao nhiêu? Thì ở đây là 200 lượt download là có 1.000 lần hiển thị. Đấy, 200 download là sẽ có 1.000 lần hiển thị nha. Thì như vậy á, ở trong cái ô và install cost USD thì đã lấy là mình tính bằng cái giá về USD. Nhưng mà cột này mình sẽ chuyển đổi sang cái giá Việt Nam đồng để cho mình dễ tính về tiếng Việt. Đó. Rồi, thì như vậy là cái lượt cài đặt là cả khoảng 3.360 đồng thì mình cái đồ hòa vốn ở ngày đầu tiên. Nhưng mà cái thực tế nếu mà các bạn chạy quảng cáo là bao nhiêu? Thì ví dụ như mình chạy quảng cáo á, ở đây này, cái ô về CPI Google thì mình sẽ đặt cả khoảng thực tế mình chạy quảng cáo mà 1.000, 1.000 trên một lượt cài đặt á, thì mình sẽ trừ ra là ở đây con số âm á, thì mình đã lời nha. Số âm này thì đã lời, ví dụ như số âm này là 2.360, thì như vậy là một cái lượt cài đặt như vậy là mình đã lời được 2.000, hơn 2.000 đồng, và mình nhân cái con số này lên thì mình lời bao nhiêu trong một ngày. Nhưng mà nếu giả sử cái thằng này nếu mà nó nhiều quá, ví dụ như là ba đây, ví dụ như 3.500, cái lượt cài đặt của nó 3.500 đó, cái đây là cái giá, đây là cái giá thầu thực tế của Google mình chạy nha, hoặc là mình phân tích thì 3.500 thì như vậy là các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là có kết quả là số dương. Số dương này á, thì mình sẽ bị âm, có nghĩa là nó chưa lấy lại được vốn. Thì như vậy là một lượt cài đặt như vậy á, là mình bị âm 140 đồng, và mình nhân lên. Đấy. Thì như vậy là làm sao để đạt được hòa vốn? Thì ở đây là mình tính công thức là một download một ngày, thì ở đây mình download là 200, tính ra 200 ha. Trung bình là cỡ khoảng mình chạy 200 lượt download ngày thứ hai 200, nhưng mà mình cộng thêm 10% nữa của ngày hôm qua nữa, thì như vậy là cái giá trị là nó cộng 10 10 10 lên và nó nhiều lên. Còn cái này thì sao? Thì mình sẽ CPI này thì mình cộng tính là N5 này, mình cộng thêm là 10% nữa, 10% cái giá trị ở trên này này. Thì như vậy là 10 10% nữa thì như vậy là bao nhiêu? Cho đến cái ngày mà đạt được cái kết quả là một đồng này ha, nó giảm giảm dần này, một đồng này, thì đến cái ngày 45 này thì mình đã có đủ hòa vốn cho cái ứng dụng của mình. Các bạn hiểu không? Đấy, đây là một cái công thức khá là không tuyệt đối 100%, nhưng mà khá là tương đối, và khá là nó có cái tầm nhìn rất là rõ để các bạn bắt đầu marketing và đầu tư chạy để cho nó có cái độ rủi ro nó thấp hơn rất là nhiều, và mình control được, mình quản lý được cái khoảng thời gian, cái kế hoạch mà trong cái ngày nào để lấy lại vốn nha. Đấy, thì cái phần cái eCPM này là eCPM của US chứ không phải là global. Thì các bạn phân tích là cái nước nào ngon thì các bạn cứ phân tích như vậy và mình chạy ha. Đây là một cái công thức mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về cái lĩnh vực về đầu tư mobile app này. Hầu như ít ai chia sẻ các bạn về cái vấn đề này nha. Thì như vậy là các bạn nhìn thấy này, một lượt download thì có trung bình 5 lần hiển thị quảng cáo đúng không? Thì cần 1.000 lần hiển thị thì có 250 250 lượt download, và eCPM nếu mà 28 thì mình cần 100 lần hiển thị thì mình cần có là cỡ khoảng 25.000 download, và đâu đó là cần kiếm doanh thu là cỡ khoảng 2.800 đô. Đấy, đó là cái công thức như vậy ha. Rồi, cái phần
Tiếp theo chia sẻ cho các bạn đó là cái traffic view và cái user. Cái traffic view có nghĩa là nó bắt gặp một cái sản phẩm website, thì website thì chúng ta có thể là hiển thị online trên nền tảng internet với một cái hành vi là truy cập, và mình tìm kiếm thì nó website, cái sản phẩm website thì có cái thứ hàng rank của Google. Thỉnh thoảng Google nó thay đổi thuật toán hoặc là cập nhật thì cái website của các bạn là hầu như mất thứ hạng và nó nằm tụt xuống dưới dốc, thì các bạn không thể là có cơ hội để mà hướng đến người dùng hoặc tìm kiếm lên trên Google được, cho nên website nó vẫn còn nhiều hạn chế, đúng không? Còn bên về phần ứng dụng thì sao? Ứng dụng thì user nó sử dụng cùng sử dụng online, và ứng dụng cũng có thể là sử dụng offline được, có nghĩa cái điện thoại ứng dụng nó được download về cái điện thoại của người dùng, thì khi người dùng có thể tắt mạng và sử dụng cái ứng dụng của mình được, là sử dụng online, offline. Website chỉ có sử dụng online thôi mới truy cập website được đấy, và ứng dụng thì nó download về điện thoại rồi, nó gọi là nó cá nhân hóa trên những cái điện thoại của user rồi, rồi tìm kiếm ở trên Play Store điện thoại ha. Thì cái phần tìm kiếm này thì cũng có thứ hàng rank, nhưng mà khi các bạn marketing các bạn chạy và có người download rồi thì khỏi cần quan tâm đến cái phần tìm kiếm, đúng không nào? Cũng có thứ hàng rank, nhưng mà khi các bạn có cái user, có traffic user rồi thì nó nằm chắc ở trên điện thoại của người dùng rồi. Đó. Đây là một cái lợi thế rất là lớn trong cái sản phẩm về ứng dụng ở trên cái nền tảng là smartphone, trên cái điện thoại smartphone. Rồi tiếp theo bí mật thứ ba, nên chọn cái hướng đi nào cho nó phù hợp để bắt đầu. Thì trước hết đó là mình cần phải chọn cái hướng nào, là tư duy, cái giải pháp, cái quy trình như thế nào. Thì trong phần này thì chúng ta cần phải nghĩ ra những cái hướng, đó là cần phải tối ưu chi phí, cần phải tiết kiệm sức lao động, cần phải tốc độ về thời gian xuất bản để có cơ hội để up lên trên CarPlay, để chúng ta có thể là có cơ hội để mà kiếm tiền. Đây là những cái tư duy, những cái giải pháp, những cái quy trình làm sao cho nó đúng chuẩn là một cái business MMO, và chất lượng ứng dụng như thế nào, và phát triển lâu dài cái hướng nó ra sao. Chứ chúng ta không thể là cầm cùi đi học lập trình và ngồi code từng dòng để mà rất là lâu để ra cái sản phẩm ha. Thì tất cả những cái tư duy như thế này thì chúng ta cần phải chọn cái hướng nào, theo các bạn nên chọn hướng nào. Thì trong phần này thì Quốc Anh sẽ nói cho các bạn về những vấn đề là không cần ngồi code và không cần học lập trình và không cần viết ứng dụng và không cần thuê nhân viên lập trình và không cần nhiều tiền để bắt đầu và không cần thuê văn phòng. Thì vậy hướng này là hướng gì? Đó, thì chúng ta cần phải có tư duy là cần làm sao cho ít vốn, thời gian sản xuất nhanh, sản phẩm chất lượng, thì như vậy là rất ít rủi ro. Các bạn hiểu chưa? Rồi, ok. Thì đây là một cái hướng chuẩn bị để mà bắt tay vào làm sản xuất ứng dụng. Đó là cái hướng Reskin App. Vậy hướng Reskin App là gì? Đây là một cái hướng đầu tư source code, hay còn gọi là kế thừa tất cả những cái ứng dụng mình mua, đầu tư mình mua ở trên những cái nền tảng lớn, đáng tin cậy, những cái có tất cả những đầy đủ chức năng, và mình đem về mình sử dụng trong việc là thay đổi lại cái giao diện, thay đổi lại tất cả mọi cái quan trọng nhất đúng cái chuẩn Reskin mà tạo cái tiền đề cho sự phát triển lâu dài sau này. Giới thiệu cho các bạn ha. Cái về phần Reskin App thì mình mở cái Android Studio. Đây là một cái process, là một cái suite app mà mình đã đầu tư, mình mua trên CodeEngine, trên một cái chờ bán source code rất là uy tín. Sau đó mình sẽ mở ra trên cái Android Studio. Trong cái suite app này là có đầy đủ hết tất cả những chức năng, mình chỉ có thay đổi lại tất cả những cái color icon và tất cả những giao diện front end thôi. Thì cái này rất là dễ dàng cho việc tất cả mọi người sử dụng ha. Đây là cái giao diện của Project Android Studio đấy. Còn ở bên này là cái giao diện design ha. Đây là một cái ứng dụng mà cũng khá là trend. Đối với cái công việc làm reskin thì mình sẽ chọn khá là nhiều cái ngách, nhiều cái ứng dụng mà chúng ta có thể là thiền rất là nhanh, không cần code và không cần lập trình. Thì trong phần này mình demo cho bạn về cái loại app này ha. Ví như là mình search cái từ là
rồi sau đó mình sẽ generate ra thử xem chức năng nó ok không ha. Đấy, thì đây là một cái ứng dụng mà chúng ta có thể generate ra tất cả mọi cái từ text sang hình ảnh ha. Đây là một cái ứng dụng mà cũng khá là trend trong thời gian bây giờ, có nghĩa là ChatGPT hoặc là Art Generate, thì tất cả những cái loại gọi là tất cả những chức năng, tất cả mọi cái ứng dụng này đều mình có thể là mua những cái template có sẵn chức năng và mình get API, mình sẽ làm hết tất cả những cái mình có thể là thể hiện được những cái ứng dụng như thế này. Ok, trong buổi chia sẻ hôm nay mình không có thời gian nhiều để chia sẻ hết cách build app hay những tip thủ thuật để đóng gói ứng dụng đưa lên trên Play Store được. Thì mình sẽ hẹn các bạn nào hữu duyên vào một cái khóa học chuyên sâu về build và phát triển ứng dụng sắp tới. Vậy cái quy trình nó đi như thế nào? Thứ nhất đó là quy trình chuẩn, quy trình reskin app chuẩn. Thì cái quy trình reskin app chuẩn này làm sao để đưa ra một cái ứng dụng để mà submit lên trên Play Store? Thì trong cái quy trình này thì cái tiếp theo, những cái slide tiếp theo thì mình đề cập đến, đó là một mình có một cái khóa học chuyên sâu để mà xây dựng và phát triển ứng dụng ha. Thì trong cái quy trình này thì trong vòng làm việc một ngày thôi hoặc là một buổi thôi rất là tối ưu nha. Sau đó là mình có một cái chuẩn của một cái ứng dụng mình up lên trên Play Store rồi. Rồi tiếp theo đó thì app nó live. Thì trong phần app live này thì cái tiêu chuẩn của Google là có khoảng 4 đến 6 ngày app nó sẽ live lên trên Play Store. Sau khi live xong thì cả khoảng 3 ngày sau nó index trên Google Play và mình sẽ test marketing để mà phát triển ứng dụng, xem phân tích những cái dữ liệu của người dùng, crash retention, easy spam như thế nào, có phù hợp hay không, và để mình phát triển tiếp theo cái con đường ấy. Thì cái hướng này thì mất cả khoảng 7 ngày để cho ra kết quả. Thì các bạn thấy nhanh không? Đấy, nó kết quả ở trong vòng cả khoảng là 15 ngày thôi. Nó sẽ có kết quả rồi. Còn các bạn ngồi lập trình thì rất là lâu nha. Rồi, sau đó mình sẽ phát triển ứng dụng về sau này. Thì cái con đường phát triển ứng dụng như thế này thì mình cũng có một cái khóa học chuyên sâu để mình chia sẻ các bạn về cái phần này nếu các bạn nào có cơ duyên. Rồi tiếp theo thì trong cái hướng này thì các bạn nhìn thấy nó gồm có những cái gì, đó là tối ưu về chi phí, thứ hai là mình tiết kiệm về sức lao động, thứ ba đó là cơ hội kinh doanh khá là cao trong cái lĩnh vực mobile app này. Thì trong cái lĩnh vực này nó phù hợp cho cái lĩnh cho những người làm MMO, business online và những người khởi nghiệp. Rồi tiếp theo mình sẽ phân tích cho các bạn thêm một cái hướng nữa, đó là hướng là viết app ngay từ đầu. Thì để viết app ngay từ đầu có nghĩa là từ cái khả năng các bạn cần phải lập trình, các bạn ngồi code tất cả mọi thứ để nó lên một cái sản phẩm ứng dụng hoàn hảo, hoàn thiện, đó là các bạn cần phải đi học lập trình. Tệ nhất là các bạn học ở trên trung tâm thì mất cả 6 tháng, học ở trong trường đại học thì mất cả khoảng 4 đến 5 năm để các bạn thành thạo. Có thể là chưa chắc để làm ứng dụng được. Hầu hết mình có làm việc với tất cả các bạn sinh viên lập trình, hầu hết tất cả các bạn không có một cái quy trình chuẩn để làm ứng dụng nhanh. Và các bạn cần phải thực tập là 3 tháng và viết app 3 tháng nữa ha. Các bạn viết một con app không phải là dễ đâu. Rồi sau đó up lên trên Play Store thì chờ app live thì cũng mất chừng là cả khoảng hơn 1 năm. Đó. Thì trong cái thời gian như thế này thì nếu nó phù hợp cho các bạn là làm nhân viên, làm lập trình, kỹ sư phần nhân viên, là chuyên viên lập trình ha, cho những cái công ty outsource. Chứ còn nếu mà làm mà theo hướng reskin thì các bạn cần phải chọn cái hướng là làm reskin app ha. Thì như vậy là các bạn làm MMO, business online hay khởi nghiệp thì các bạn chọn cái hướng là reskin app. Đây là một cái hướng tối ưu phù hợp và một cái con đường tắt rất là thông minh để các bạn phát triển bản tính lâu dài. Còn các bạn chọn cái hướng mà viết app từ đầu này, đây là một cái hướng mà rất là dài và rất là tốn chi phí, rất là nhiều thứ. Đấy, đó là một cái bí mật mà mình muốn chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay. Đó. Thì như vậy là từ hôm nay thì mình sẽ bắt đầu như thế nào để phát triển như vậy.
Thứ nhất đó là một tinh thần khởi nghiệp. Thứ hai là cần phải có người người dẫn dắt, chỉ đường, đồng hành. Thứ ba là cần phải có kết nối Internet. Có nghĩa là khi mà các bạn khởi nghiệp trên lĩnh vực MMO thì đó là một cái hướng mà chúng ta có thể tự do về tất cả vị trí. Thì chúng ta có thể ngồi ở đâu cũng được, nhưng mà cần phải có kết nối Internet để chúng ta kết nối vạn vật, kết nối tất cả mọi thứ, sức mạnh để mình kiếm tiền online từ cái việc là xuất bản ứng dụng. Có máy tính cấu hình thì có A5 và RAM 8GB trở lên để mình review sản xuất cái những cái ứng dụng. Có tài khoản Google Developer và có tài khoản Google AdMode, tài khoản Developer để mà up app lên trên Google Play. Thì tài khoản Developer này thì các bạn tốn chi phí cho Google $25. Còn tài khoản Google AdMode, đây là một tài khoản các bạn đăng ký miễn phí. Thì trong cái quá trình mà các bạn mới ban đầu và các bạn đang rất là bỡ ngỡ không biết tài khoản Google Developer như thế nào, tài khoản Google AdMode như thế nào, thì các bạn có thể liên hệ với Quốc Anh qua cái Facebook Quốc Anh 1986 này, qua cái site blog quốcmedia.com hoặc là YouTube. Thì tất cả những cái follow Quốc Anh ở trên Facebook để Quốc Anh sẽ chia sẻ cho các bạn, hỗ trợ cho các bạn về đăng ký tài khoản Google AdMode và Google Developer để mà làm. Và các bạn cài phần mềm Android Studio. Đấy, thì tất cả những cái này chúng ta có thể là bắt đầu được rồi. Đấy, bạn có đồng ý trong cái buổi chia sẻ hôm nay là có rất có giá trị không nào? Nếu các bạn có thì các bạn có thể là comment ở dưới cái thanh chat là có cho mình xem nào. Có không? Có đồng ý không? Ok, thì nếu mà có đồng ý thì bạn có muốn làm một cái kho ứng dụng trên Play Store để kiếm tiền từ Google AdMode và kiếm tiền từ tất cả các nền tảng. Thì như vậy là các bạn có không nào? Nếu có thì các bạn có thể là comment ở dưới thanh chat xem. Thì hôm nay thì mình sẽ cho các bạn ba cái sự lựa chọn ngay bây giờ. Thứ nhất đó là các bạn không làm gì cả, các bạn nghe mình nói đến đây thôi. Thì các bạn tìm hiểu như vậy thôi, các bạn không muốn làm gì cả. Ok, các bạn có thể tắt máy và đi ngủ. Và thứ hai đó là các bạn tự tìm hiểu, tự làm. Thì các bạn có thể tắt máy và đi ngủ được rồi. Và các bạn ngày mai có thể tự tìm hiểu theo những cái lộ trình, những cái roadmap mà mình đã chia sẻ cho các bạn trong khi này đấy. Rồi, cái thứ ba là để Quốc Anh giúp bạn điều này thì mình sẽ có một cái khóa học chuyên sâu và mình sẽ đồng hành cho các bạn và mình sẽ giúp các bạn đồng hành với các bạn trực tiếp một với một để mình sẽ giúp cho các bạn làm được điều này nhanh chóng hơn. Thì như vậy các bạn thấy cái lựa chọn nào để đạt được mục tiêu nhanh hơn và dễ dàng hơn? Thì đó là cái giá trị của khóa học này, đó là bí mật làm app Android, một cái khóa học để mà phát triển ứng dụng mobile app chuyên sâu và kiếm tiền Google AdMode và mình phát triển kiếm tiền Google AdMode và kiếm những cái giá trị cho brand, cho thương hiệu của mình sau này nữa. Thì như vậy trong cái khóa học này nó có những cái giá trị như thế nào? Thì cái kết quả của học viên mà đã đạt được trong cái thời gian qua, thì trong cái khóa học này thì không phải là các bạn là một cái con chuột bạch đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Trong cái khóa học này mình đã chia sẻ cũng hơn một năm rồi và có hơn 200 học viên theo học và có kết quả rất là nhiều trong cái lĩnh vực mobile app này rồi. Thì ở đây là những cái kết quả hầu như là mình chia sẻ những cái mình chia sẻ rất nhiều nhưng mà cái chi phí thì mình nhận thì cũng không bao nhiêu, nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn rất là chân thành đã có kết quả và cũng có chia sẻ lại cho mình. Và đây là những cái giá trị và những cái feedback của những cái cảm nhận của học viên đã đạt được ha. Đây là những cái kết quả và những cái cảm nhận của những cái bạn đã học ở trong cái khóa học về mobile app này. Đây là những cái kết quả ha. Rồi, thì những cái kết quả này thì mình cũng có chia sẻ về cái phần chạy ad marketing. Thì đây là kết quả của một bạn học viên tối ưu được cái một cái chiến dịch campaign rất là chi phí CPI của nó là rất là thấp, 0,01 đô trên một lượt cài đặt thôi, với cái số lượng chuyển đổi rất là cao, 82/82% ha. 10 đô thôi thì có cả khoảng 11 đô thì có thể là gần 1.000 lượt download rồi. Thì các bạn thấy là khá là kinh khủng và hiệu quả trong việc là chạy ha.
Rồi cái lộ trình học và phát triển cái ứng dụng Mobi App này như thế nào? Thì trong phần này mình sẽ chia sẻ cho các bạn rõ về cái roadmap và cái hướng đi, cái đồng hành của mình muốn giúp các bạn. Trong cái buổi hôm nay các bạn sẽ nhìn thấy được cái lộ trình của mình như thế nào, cái kế hoạch như thế nào. Thì trong cái quá trình học này thì mình sẽ có một cái buổi đó là chia sẻ các bạn những cái tips tips về những idea, về những mindset để mà chọn ngách app phù hợp cho những cái chiến lược phát triển ứng dụng lâu dài. Trong cái buổi này thì mình sẽ có một buổi training online và có ghi hình lại video cho các bạn xem. Thì trong cái phần này thì các bạn sẽ mở mang ra những kiến thức, một cái chân trời để mà bắt đầu làm app như thế nào cho nó hiệu quả với những cái sản phẩm ứng dụng giá trị đến người dùng. Thứ hai là cái có một buổi một hoặc là hai buổi nha, training cho các bạn online tổng quan cái quy trình về làm reskin app. Thì để các bạn hiểu được cái tổng quan, để quy trình để mà phát triển. Rồi sau đó là đến hai buổi quá trình một kèm một cho các bạn về cái tip trick, về cái quy trình reskin app chuẩn để submit app lên trên Google Play. Trong cái này thì mình sẽ chia sẻ các bạn một hoặc hai buổi nha. Nếu mà bạn nào mà mới đầu tiên chưa biết về lập trình, chưa biết cái gì hết thì mình có thể là training cho các bạn hai buổi là ok, các bạn làm xong một cái ứng dụng submit lên trên Play Store rồi, để các bạn là chiến mạnh ở trên cái lĩnh vực này rồi. Còn các bạn nào mà biết lập trình hoặc là đã làm rồi thì mình sẽ làm việc các bạn trong vòng một buổi cũng là xong rồi. Thì trong cái buổi này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cái gì, đó là tiếp trích những cái kinh nghiệm làm việc build app và thực chiến làm quy trình reskin chuẩn ASO, một cái tip cho các bạn là top 1 pay search luôn. Các bạn search cái sản phẩm của bạn là lên top 1 của Google Play luôn, submit app lên trên Play Store. Thì trong cái buổi, những cái buổi question kèm một này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái một kèm một cho nên private nha. Rồi sau đó cái app live thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một buổi nữa, đó là mình chia sẻ cái mindset và cái tư duy và cái cách chiến lược để mà chạy ad cho ứng dụng, và mình tool cái giá thầu và qua các cái giai đoạn phát triển tool eCPM của tài khoản AdMob tăng cái giá trị lên. Và tiếp theo đó khi có kết quả thì mình Quốc Anh sẽ luôn đồng hành và mentor cho các bạn trong con quá trình phát triển ha, phân tích những chỉ số là data user và đưa ra những cái giải pháp để cho các bạn phát triển, cập nhật kiến thức liên tục và cập nhật các buổi chuyên đề cho hàng tháng. Và trong buổi hàng tháng thì mình có thể là đưa ra những cái chuyên đề mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn, bởi vì lĩnh vực về Google AdMob này, lĩnh vực về làm app này thì Google nó phát triển rất là thường xuyên, cập nhật thường xuyên, thì bản thân của Quốc Anh cũng có trách nhiệm và luôn đồng hành các bạn để cập nhật về vấn đề này. Thì trong phần này thì lịch học thì linh động ha, có nghĩa là lịch học về quá trình một kèm một này thì chúng ta thể thu xếp. Nếu các bạn là đi làm vào buổi ngày 8 tiếng một ngày thì các bạn vào buổi đêm thì các bạn tranh thủ làm việc với mình. Trong có thể là thời gian mọi lúc mọi nơi mình linh động để mình có thể là hướng dẫn cho bạn và các bạn làm tốt hơn đấy. Rồi trong phần này thì các bạn quy trình này thì các bạn đầu tư thời gian chỉ 2 giờ mỗi ngày thôi, các bạn làm là có kết quả từ 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 dần dần rồi. Tại vì sao các bạn nên chọn cái khóa học này? Thì trước hết đó là giải quyết được những cái vấn đề về làm được ứng dụng nhanh, kết quả nhanh và chất lượng. Thứ hai đó là có người hướng dẫn tận tình quá trình một kèm một và cập nhật kiến thức liên tục. Thứ ba đó là mình sẽ cập nhật cái công nghệ để mà chia sẻ cho các bạn, đó là mình ứng dụng ChatGPT vào cái công việc làm ứng dụng khá là hiệu quả ngay bây giờ. Có người truyền lại những cái kinh nghiệm thực tế, kế thừa những cái tinh hoa, như vậy là các bạn làm nhanh hơn. Có group lớp học để giao lưu, học hỏi, kết nối để phát triển tốt hơn và tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí để phát triển. Từ làm thì bạn có thể là thử sai rất là nhiều lần mà mất tiền, mất thời gian. Rồi, thì trong cái khóa học này mình sẽ tặng quà tặng thứ nhất đó là các bạn đồng hành với mình á, thì trước hết về tài nguyên á, thì mình sẽ tặng cho các bạn là 10 số code xịn mình đã mua, và tất cả mọi cái tiêu chuẩn của số code này nó đạt chuẩn Google để các bạn làm đầu tiên để mà phát triển được có kết quả, rồi sau đó các bạn chủ động sau trong việc là mua những cái số code khác sau.
rồi những cái tài nguyên, những cái mẫu quy trình để mà phát triển và sản xuất ha, những tài nguyên design kit, future graphics, screen design, hoặc là tất cả những cái tài nguyên đấy thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Qua tầng thứ hai đó là cộng đồng học viên. Thì khi mà các bạn tham gia trong cái khóa học chuyên sâu này thì mình sẽ tham gia một cái nhóm kín của lớp học để được giao lưu học hỏi với các bạn học viên trước, và tăng thêm cái tần số, tăng thêm cái sự hứng thú và tinh thần để chúng ta cùng đồng hành với nhau đó, là với những cái tích cực ha, với những cái tinh thần tích cực để mình cùng nhau phát triển. Rồi qua tầng thứ ba đó là sự hỗ trợ. Thì trong cái sự hỗ trợ này thì Quốc Anh sẽ coaching cho các bạn một kèm một ha, hướng dẫn cho các bạn làm app, phải đảm bảo là phải làm app được để submit lên trên Play Store, phải có ứng dụng đó. Khi các bạn đồng hành với mình là mình phải cam kết là phải làm được ứng dụng để các bạn trải nghiệm được làm một ứng dụng để submit lên trên Google Play như thế nào, để các bạn có cái điều kiện để mà phát triển sau này, có thể là phát triển nhiều ứng dụng hơn nữa. Thì trong cái phần này, một kèm một này, thì các bạn cần phải một ngày hoặc là một buổi các bạn là sẽ submit app lên trên Play Store rồi, và hướng dẫn một kèm một cho bạn để mà những cái tip của mình và những cái cách chạy quảng cáo của mình để mà tăng cái lượt download với cái giá thầu thấp nhất có thể. Đấy, rồi đến cái phần quà tặng thứ tư đó là mình sẽ hỗ trợ cho các bạn là mentor 12 tháng một kèm một. Nếu bất cứ những cái vấn đề gì thì các bạn cứ liên hệ mình và mình sẽ sẵn lòng support cho các bạn, làm một với một với các bạn nha, đừng cần ngần ngại về cái vấn đề này đó. Tiếp theo cái quà tặng thứ năm đó là Quốc Anh sẽ có những trách nhiệm là cập nhật trong vòng 12 tháng cho các bạn, là mỗi tháng là ít nhất cái một chuyên đề để chia sẻ cho các bạn về những cái kinh nghiệm, những cái cập nhật của Google về thay đổi về mobile app này, để các bạn có một cái tinh thần, có những cái hỗ trợ thêm những cái kiến thức để phát triển mạnh hơn. Rồi, nắm cái quà tặng này để cho các bạn đồng hành với mình một cách dễ dàng và phát triển một cách hiệu quả hơn trong cái lĩnh vực về làm app này ha. Theo các bạn đầu tư bao nhiêu? Theo các bạn đầu tư bao nhiêu cho khóa học này nè? Nếu ở ngoài kia làm app này thì cũng rất là ít ai chia sẻ, nhưng mà để quá trình kèm một đồng hành như các bạn thì chắc chắn cái giá trị rất là cao, đúng không? Nhưng mà Quốc Anh mong muốn được kết nối, được giao lưu, được học hỏi, được phát triển cộng đồng giá trị ha, cộng đồng giá trị chứ không phải là cộng đồng miễn phí, để mình cùng nhau phát triển, và mình sẽ sẵn lòng chia sẻ những cái gì mình biết cho các bạn, để các bạn có tiền đề, có điều kiện để cùng mình cùng phát triển. Thì trong cái buổi hôm nay thì mình cũng mong muốn gieo hạt để các bạn có một điều kiện thuận lợi để gia nhập vào cái con đường là làm ứng dụng này. Cũng phải là 25 triệu, cũng không phải là 15 triệu, và cũng không phải là 10 triệu ha, và cũng không phải là 8 triệu, và thấp hơn nữa và cũng không phải là 6 triệu. Vậy là bao nhiêu? Làm theo những cái này. Thứ nhất, các bạn đăng ký kênh Quốc Media để các bạn cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích. Thứ hai đó là các bạn xem link bên dưới của video này để biết thêm thông tin chi tiết về cái khóa học này, bởi cái trị giá bao nhiêu, nó cũng không có cái chi phí nhiều để mà các bạn trả đâu. Và thứ ba đó là các bạn theo dõi cái profile Facebook của Quốc Anh để mà biết thêm cái giá trị về Quốc Anh như thế nào. Rồi, thì sau ba cái bước như thế này thì các bạn sẽ có một cái cơ hội để mà cùng đồng hành với Quốc Anh để mà nắm bắt được cái bí mật để làm app Android trong cái khóa học phát triển ứng dụng mobile app chuyên sâu để mà kiếm tiền Google AdMob, để các bạn có một cái nền tảng MMO để mà kiếm tiền online ha, với con đường là kinh doanh business, model business online. Ok, thì vậy trong cái buổi học hôm nay đã xong. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những cái video và trong những cái buổi học tiếp theo mà Quốc Anh chia sẻ. Và cũng rất vui đồng hành với một số bạn nào trong tháng này, trong những cái khóa học về chuyên sâu của Quốc Anh. Quốc Anh sẽ hỗ trợ cho các bạn trong cái việc mà quá trình một kèm một, và hỗ trợ các bạn có một điều kiện tốt nhất để mà phát triển.
về Mobi App ha. Thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong một cái kênh duyên lần sau.